được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Phạm Việt Duy là chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi lần này có một sự đặc biệt hơn so với những chương trình mọi lần, đó là chúng tôi sẽ tổ chức một mini game. Ở mini game này thì với giải thưởng, quý nhà đầu tư khi trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi sẽ nhận được gói phí giao dịch trải nghiệm 500.000 đồng trên một tháng của Tomato 30. Đây là một sản phẩm đặc biệt của VN Direct. Với sản phẩm này thì quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí giao dịch tối đa lên tới 666 triệu đồng trên một tháng. Và điều kiện để quý nhà đầu tư tham gia được mini game của chúng tôi và nhận giải thưởng này đó là quý nhà đầu tư hãy comment đáp án kèm theo 3 số may mắn. Sau đó thì chúng tôi sẽ lựa chọn người có đáp án trùng với số mà chúng tôi bốc thăm sau chương trình. Và giải thưởng sẽ được chúng tôi trao tặng cho quý nhà đầu tư sau 2 ngày nữa. Quý nhà đầu tư để tham gia hãy like cái livestream này của chúng tôi và share livestream trên tường của quý nhà đầu tư. Và câu hỏi tuần này trong mini game tuần này của chúng tôi đó là người sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp của chúng tôi sẽ gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là kênh cổ phiếu, phần thứ tư đó là về kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là câu chuyện đầu tư. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay lại để giải đáp những câu hỏi của quý nhà đầu tư có để lại ở dưới comment của livestream này. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là về phần thông tin vĩ mô. Với tin tức đầu tiên đó là lạm phát tháng 9 của Mỹ tăng lên 5,4%, cao nhất trong 13 năm. Bộ Lao động Mỹ công bố lạm phát tháng 9 đạt mức 5,4%, vượt kỳ vọng thị trường và là mức tăng so với cùng kỳ cao nhất trong 13 năm. Ngoài việc nhu cầu tiêu dùng tiếp tục hồi phục mạnh khi nền kinh tế mở cửa trở lại và gián đoạn trong chuỗi cung ứng khiến cho giá hàng hóa bị đẩy lên và đóng góp lớn cho đà tăng lạm phát trong tháng 9 đến từ việc giá năng lượng là xăng, dầu, khí tăng vọt lên. Và ước tính thì giá trị các loại năng lượng ở Mỹ đã tăng 25% kể từ đầu năm. Và số liệu CPI tháng 9 thách thức tuyên bố lạm phát chỉ là tạm thời và mục tiêu lạm phát 2,5% của Fed. Hơn nữa, số liệu việc làm mới tháng 9 chỉ đạt là 182.000, càng tạo ra những câu hỏi về đà hồi phục bền vững của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2021. Và với những tin tức trên thì chúng tôi đánh giá lạm phát của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng khủng hoảng năng lượng chưa phản ánh hết, đặc biệt là khi mùa đông sắp đến và ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế của Mỹ năm 2021. Và xin mời anh Duy đánh giá về tin tức này ạ. Vâng, đối với cả cái thông tin lạm phát này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý nhà đầu tư một số cái thông tin. Thứ nhất là về cái việc là rõ ràng là cái chỉ số lạm phát của Mỹ là đang cao hơn so với cả những cái dự tính trước đây của chúng ta. Dự tính ở đây thì không phải là chỉ bao gồm là các giới phân tích mà ngay cả chính những ngân hàng thương mại của Fed hay là những ngân hàng trung ương khác thì đều đang thấy là cái mức lạm phát này là đang hơi cao so với cả những gì mà họ dự tính. Bởi vì do là chúng ta đều tin tưởng rằng là cái vùng lạm phát thì từ cái thời gian này trở đi hay là từ những thời gian sau thì nó sẽ hạ nhiệt. Nhưng mà gần đây thì không những không hạ nhiệt mà nó lại còn có dấu hiệu là còn tăng hơn, cao hơn. Thì đây là một trong những thứ mà chúng ta rất là cần phải lưu ý. Thì cái yếu tố lạm phát này nó đến từ những cái việc mà như bạn Duyên đã nói, thì đấy chính là từ cái việc là giá hàng hóa nó tăng lên. Giá hàng hóa ở đây thì sẽ bao gồm là những cái giá nguyên vật liệu cơ bản, đặc biệt là xăng dầu, hay là ngoài ra thì còn có cả những cái kim loại ở trong công nghiệp bán dẫn, hay là những cái kim loại như là thép trong cái công việc xây dựng. Thì thành ra là cái việc là giá tăng này thì là chúng ta sẽ có thể là hiểu kỹ hơn một phần nữa là từ cái việc là cái nhu cầu đầu tư công của Mỹ là sẽ được gia tăng, hay là cái nhu cầu về bất động sản là cũng gia tăng. Ngoài ra nữa thì là cái việc cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc mà chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau của chương trình thì cũng sẽ là những cái yếu tố mà nó đã khiến cho cái giá lạm phát tăng. Thì cái giá lạm phát tăng ở đây nó sẽ có một cái tiêu cực ở đây thì là nó đối với cả cái mặt bằng lãi suất, nó sẽ tạo cái áp lực khiến cho cái lãi suất là nó sẽ phải tăng nhanh hơn so với dự kiến. Tại vì do là nếu không thì là cái lãi suất là nó sẽ trừ đi lạm phát,
thì nó sẽ ra lãi suất âm chẳng hạn, thì là nó là một cái việc cho vay không lành mạnh. Cái việc là lãi suất âm thì nó hiện tại là nó cũng rất hiếm khi xảy ra, và nó thường sẽ chỉ xảy ra ở những cái nước mà ví dụ như là Nhật thôi, là có dân số già thôi. Và vì vậy cho nên là thành ra là nó sẽ tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất của Mỹ, và khi mà lãi suất của Mỹ tăng thì nó cũng sẽ tạo áp lực lên lãi suất của tất cả các nước khác trên thế giới là cũng sẽ phải tăng theo. Và đấy là điểm tiêu cực lớn nhất mà chúng ta cần phải lưu ý đối với cái việc lạm phát này. Còn đối với cả cái việc là có nhóm ngành nào được hưởng lợi hay không thì tôi theo quan điểm của tôi thì là vẫn có. Ở đây chính là cái nhóm xăng dầu mà như bạn Duyên đã nói, khi mà giá xăng dầu tăng mà chúng ta đều biết là ví dụ như là cái chi phí khai thác là nó sẽ không đổi, thì thành ra là cũng sẽ khiến cho là cái nhu cầu cái việc là cái biên lợi nhuận của những cái doanh nghiệp xăng dầu này được mở rộng. Ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta chúng ta liên kết những cái thông tin này trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam thì sẽ thấy là sẽ có những cái doanh nghiệp mà liên quan, bên cạnh việc là những cái doanh nghiệp xăng dầu thì còn những cái doanh nghiệp mà nó liên quan đến vật liệu xây dựng như là Hòa Phát cũng có thể sẽ được hưởng lợi từ cái việc là đà tăng giá này. Thì đấy là cái thông tin mà tôi muốn lưu ý thêm nhà đầu tư về việc tích cực và tiêu cực. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang tin tức thứ hai của phần thông tin vĩ mô, đó là bong bóng bất động sản ở Trung Quốc Evergrande mới chỉ là tảng băng nổi. Trong thị trường thì 139 tỷ USD trái phiếu rủi ro cao ở Trung Quốc, trái phiếu có lợi suất ít nhất là 10% cao hơn so với tỷ lệ cơ bản. Giá trị trái phiếu của các công ty bất động sản chiếm tới 46%, phản ánh tình trạng đầy rủi ro trong bối cảnh ngày càng nhiều các doanh nghiệp bất động sản lỡ hẹn trả nợ và vỡ nợ. Và tính đến nay thì Evergrande đã chưa thể trả 277 triệu USD cho trái phiếu nước ngoài và còn phải thanh toán 573 triệu USD đến cuối năm. Và các công ty nhỏ hơn như Fantasia đã không thể thanh toán trái phiếu trong tuần vừa rồi, trong khi Cynic và Motherland đang trì hoãn thời hạn thanh toán. Vậy thì hiệu ứng nợ xấu Evergrande đang lan rộng và chỉ là bề nổi bong bóng bất động sản, và làn sóng vỡ nợ sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của Trung Quốc. Vâng, đối với cả thông tin này thì tôi cũng muốn nói thêm rằng đấy là thực ra là nó có vẻ như là đang là hơi lo ngại quá. Nghĩa là ở đây thì là cái bong bóng bất động sản là ở đây là chúng ta là chỉ nhìn một cái doanh nghiệp thôi, và là một doanh nghiệp to, và chúng ta quy chụp ra rằng là cả một cái thị trường là nó đang bị bong bóng. Cái bong bóng là nó là một cái khái niệm, nó là một cái danh từ riêng, một cái khái niệm riêng mà người ta nói về cái việc là sự tăng giá rất là lớn của những cái mặt hàng hóa. Và chúng ta thì thường là sẽ không biết như nào gọi là bong bóng cho đến khi thực sự nó xảy ra. Cho nên thành ra là tôi nghĩ rằng là cái yếu tố là Evergrande là họ vỡ nợ thì cũng là một cái yếu tố đáng lo ngại, nhưng mà cũng không vì thế mà chúng ta là quá là bi quan trước thị trường, mà dẫn tới là cái việc là bán tháo cổ phiếu quá mức mà không có những cái lý do đến từ cơ bản. Cái yếu tố trái phiếu vỡ nợ này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực hơn, là mình phải nhìn theo cái việc là cái lạm phát vừa rồi của Mỹ là nó cũng tăng lên, thì thành ra là nó sẽ có áp lực lên cái mặt bằng lãi suất. Và nếu mà khi mà cái mức mặt bằng lãi suất thấp như thế này mà đã có những cái doanh nghiệp bất động sản vỡ nợ, thì khi mà cái lãi suất tăng lên thì sẽ có khả năng là có nhiều doanh nghiệp hơn nữa là sẽ có vấn đề về thanh khoản. Và với những cái thông tin như thế thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Chúng ta sẽ suy ra được rằng là khi đầu tư ở những cái cổ phiếu ở thị trường Việt Nam, chúng ta hơn bao giờ hết ở giai đoạn này không nên là chỉ còn có lưu ý đến cái yếu tố là về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp, mà hãy lưu ý hơn nữa về cái yếu tố là dòng tiền và thanh khoản, hay là tỷ lệ đòn bẩy của các doanh nghiệp là có đang lành mạnh hay không, và liệu là nó có thể nào trụ vững được trong cái đợt tăng lãi suất sắp tới hay không. Và đấy là những cái thứ mà tôi muốn lưu ý với quý nhà đầu tư về thông tin này ạ. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và chúng ta sẽ chuyển sang tin thứ 3 của phần thông tin vĩ mô, đó là nghịch lý khi một trong những nhà sản xuất than lớn nhất thế giới cũng thiếu than. Sau Trung Quốc thì Ấn Độ là nước tiếp theo đang đối mặt với khủng hoảng thiếu điện khi mà không đủ nguồn cung than để duy trì hoạt động của các nhà máy nhiệt điện vốn chiếm 70% sản lượng điện của Ấn Độ. Và tại đầu tháng 10 thì 80% trong số 135 nhà máy nhiệt điện của Ấn Độ không còn đủ trữ lượng để dùng trong 10 ngày, và trong khi lượng than trung bình trong kho tại các nhà máy điện trong 4 năm trở lại đây để sử dụng chưa bao giờ thấp hơn 18 ngày. Và việc nhu cầu điện tăng đột biến sau đợt dịch quá mạnh giai đoạn tháng 4 đến tháng 8 do kinh tế phục hồi nhanh
Do kinh tế phục hồi nhanh chóng khiến cho các nhà máy điện trở tay không kịp, và trong khi đó thì sản lượng điện ở các loại hình nhà máy khác thì giảm do thời tiết khiến cho nhu cầu nhiệt điện càng tăng thêm. Và Ấn Độ là một trong những nước sản xuất than lớn nhất trên thế giới, nhưng cũng là nhà nhập khẩu than lớn thứ ba trên thế giới. Và với việc mà giá than toàn cầu đã tăng mạnh khiến cho Ấn Độ giảm nhập khẩu than và phụ thuộc quá nhiều vào các nguồn cung trong nước thì dẫn đến là khủng hoảng thiếu than như hiện nay, và sẽ còn đẩy giá than trên toàn cầu tiếp tục lên cao hơn nữa. Vâng, và với tôi thì với quan điểm của tôi ở cái thông tin này thì cũng không có gì nhiều, và tôi muốn nói với quý nhà đầu tư rằng là cái việc là khủng hoảng thiếu điện của Ấn Độ hay là tại Trung Quốc này thì là nó mới diễn ra thôi. Cái việc là thiếu năng lượng này là nó mới diễn ra thôi. Nó mới diễn ra trong thời gian gần đây. Và vì nó mới diễn ra cho nên là nó sẽ không ngay lập tức mà chấm dứt ngay lập tức. Và vì vậy thì đây là cái cơ hội rất tốt để chúng ta tìm những cái cổ phiếu mà nó có những cái yếu tố mà có thể được hưởng lợi từ những cái yếu tố này để có thể là tiến hành đầu tư ạ. Vâng, và cùng với ý mà anh Duy có nói thì anh Duy có gợi ý cho quý nhà đầu tư là những cổ phiếu gì không ạ? Những cái cổ phiếu đấy thì như tôi đã nói từ trước, đấy chính là những cái cổ phiếu mà nó có kinh doanh và đầu ra là cái mặt hàng commodity hay là về vật liệu xây dựng mà là đáp ứng được cái nhu cầu đang thiếu ở trên thế giới thì nó sẽ được hưởng lợi. Vâng. Dạ vâng. Và chúng ta sẽ đến với tin tức thứ tư của phần thông tin vĩ mô, đó là nhìn lại một năm sau khi thực thi cái hiệp định EVFTA. Thì sau một năm thực thi hiệp định thương mại EVFTA thì báo cáo chính phủ cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 54,6 tỷ USD và tăng 11,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 38,5 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn tăng mạnh nhất là sắt thép 252%, máy móc thiết bị khác là 44%, phương tiện vận tải và phụ tùng là 42%, máy tính và linh kiện 33% và thủy sản là 14%. Và tại tháng 9 năm 2021 thì tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp EU đạt 22,24 tỷ USD và tăng 483 triệu USD so với cùng kỳ. Và xu thế chủ yếu đầu tư vào các công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, năng lượng tái tạo hay công nghiệp phụ trợ. Và một khi mà Việt Nam mở cửa kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi thì xuất khẩu Việt Nam sẽ còn được hưởng lợi hơn nữa từ EVFTA. Vâng, đối với thông tin này thì tôi cũng muốn list lại cho quý nhà đầu tư là top 10 mặt hàng thì chúng ta sẽ thấy là có điện thoại, linh kiện hay là sản phẩm điện tử và máy móc thiết bị phụ tùng khác là những cái thứ mà đa số đều sẽ là các doanh nghiệp FDI nước ngoài là họ đầu tư và họ sản xuất, chứ còn Việt Nam thì chúng ta cũng chưa sản xuất được mấy. Và qua đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhóm cổ phiếu được hưởng lợi nhất từ ba cái loại mặt hàng này sẽ chính là cái nhóm bất động sản của công nghiệp. Còn đối với cả những cái thông tin bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ lưu ý thêm, đấy là có cái giày dép và dệt may. Thì đúng là mặc dù giày dép và dệt may là có cái tăng trưởng về xuất khẩu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cũng đều biết là Việt Nam vừa trải qua là một cái thời kỳ mà Covid lần thứ tư, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nguồn nhân lực của ngành dệt may mà chúng tôi đã đề cập đến với quý nhà đầu tư trong những cái số trước. Thì và ngay sau đây thôi, trong chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật với quý nhà đầu tư về việc là cái kết quả kinh doanh của TCM là nó cũng bị sụt giảm theo như những cái thông tin liên quan đến cái việc là cắt giảm nguồn nhân lực. Và tuy nhiên thì những cái điều tiêu cực chúng ta thấy là đã qua, và đây có thể lại là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta có thể là nhìn nhận về cổ phiếu nhóm ngành dệt may, bởi vì do là có thể là cái việc cắt giảm nhân sự sẽ khiến họ bị lao đao trong một quý này là nặng nhất, sau đấy là những quý sau vẫn sẽ còn dư âm. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn về lâu về dài thì rõ ràng là cái hiệp định thương mại là nó có tác dụng, và cái này thì là chúng tôi có cả thống kê của những cái hiệp định trước đấy nữa thì đều có làm tăng lên cái giá trị xuất nhập khẩu của cái ngành giá trị xuất khẩu của cái ngành dệt may này. Thì qua đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái triển vọng dài hạn của ngành dệt may vẫn còn rất là tươi sáng, và nó sẽ chỉ bị là ảnh hưởng bởi một số yếu tố ngắn hạn thôi. Vâng ạ. Dạ vâng, và đó là chúng tôi đã đi qua phần đầu tiên, đó là về phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment, và cuối chương trình thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng, với tin tức đầu tiên đó là lãi suất huy động đi ngang trong quý 4. Hiện nay thì tốc độ huy động tiền gửi tăng thấp hơn tốc độ cho vay, nhưng thanh khoản của hệ thống vẫn khá dồi dào.
sang tháng 10 thì nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động không đổi so với tháng trước và lạm phát hiện thì vẫn đang trong tầm kiểm soát là nhỏ hơn 4%. Các ngân hàng trung ương trên thế giới chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ. Quá trình này thì được tiến hành chậm rãi do sự hồi phục kinh tế sau đại dịch ở nhiều quốc gia vẫn còn suy yếu. Và các ngân hàng thương mại ở Việt Nam thì có thể duy trì lãi suất ở mặt bằng thấp như hiện tại trong quý 4. Vậy thì chúng tôi đánh giá là với cái áp lực tăng lãi suất có thể xuất hiện vào cuối năm khi ngân hàng thường đẩy mạnh cho vay và đồng thời thì doanh nghiệp và người dân sẽ có xu hướng sẽ rút tiền khỏi hệ thống và kéo theo áp lực tăng lãi suất huy động. Xin mời anh Duy ạ. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì tôi cũng không có quá là nhiều quan điểm. Tuy nhiên thì tôi sẽ chỉ muốn nói thêm rằng đấy là rõ ràng là cái việc là cái mặt bằng lãi suất là sẽ chưa có tăng ngay, nhưng mà về dài hạn hơn thì chúng ta sẽ thấy là cái sự áp lực đến từ cái yếu tố lạm phát như tôi đã nói ở trên của thị trường Mỹ nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái lãi suất này và nó sẽ tạo ra cái yếu tố gì? Nó tạo ra một cái yếu tố đấy là cái mặt bằng lãi suất có áp lực phải tăng do mặt bằng nước ngoài nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên ở trong nước thì có thể là chúng ta chưa kịp phục hồi kinh tế do Covid vừa mới để lại lần thứ tư, là chúng ta là cái nước mà lại bị ảnh hưởng bởi Covid sau cùng. Thì thành ra là những cái yếu tố này nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế vĩ mô và chúng ta hy vọng rằng là mọi thứ nó sẽ sớm trôi qua, Việt Nam sẽ sớm là giành lại được cái đà tăng trưởng GDP của mình và sau đấy thì là sẽ kịp thời để mà giúp cho cái mặt bằng lãi suất là tăng lên nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến nền kinh tế. Dạ vâng, cảm ơn Duy. Và chúng ta sẽ chuyển sang tin tức thứ hai của phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Đó là ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp 9 tháng năm 2021. 9 tháng năm 2021 thì nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng. Trong đó thì có 31.700 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 chiếm 24%, 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn từ 2 đến 4 năm. Và nhóm bất động sản thì xếp thứ 2 với tổng khối lượng phát hành là 126.700 tỷ đồng. Trong đó thì có khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc là bảo đảm bằng cổ phiếu. Và với tin tức trên thì chúng tôi đánh giá việc hoãn giãn nợ khiến cho một lượng lớn dòng tiền chưa thể về ngân hàng và gây nên sự thiếu hụt vốn. Vì vậy mà các ngân hàng cần phải tăng mạnh phát hành trái phiếu để bù đắp và dẫn đến là nhu cầu phát hành trái phiếu trong năm 2021 còn cao và nhất là các trái phiếu tăng vốn đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn cấp 2 và tăng tỷ trọng nguồn vốn chung dài hạn và cải thiện hệ số an toàn vốn và lãi suất có thể tăng nhẹ vào cuối năm. Vâng, cái thông tin này thì nó sẽ hơi ngược về cái mặt bằng lãi suất đối với cả cái thông tin trên của chúng tôi. Tuy nhiên là tôi muốn nói đến những cái vấn đề khác thì ở đây là có về cái nhóm ngân hàng thì chúng ta sẽ thấy là cái việc là huy động trái phiếu nó là một cái hoạt động kinh doanh rất bình thường của ngân hàng thôi và nó cũng không có cái gì là quá đặc biệt cả. Nhưng mà cái lưu ý ở đây chính là cái nhóm bất động sản thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái khối lượng phát hành của hay là cái giá trị phát hành của nhóm bất động sản này là nó đã tăng. Nghe 126.700 tỷ này là nó tăng so với cả hồi xưa và cái tăng này thì ở đây chúng ta hiểu rằng là nó sẽ bao gồm cái việc là nghĩa là các tổ chức bất động sản thì họ sẽ có phát hành trái phiếu để sau đấy là dùng chính cái dòng tiền trái phiếu đấy trả nợ cho cái dòng tiền trái phiếu cũ của mình. Thì thành ra mà chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là trong 126.700 tỷ này thì sẽ có một phần lớn là để phục vụ cho việc là người ta gọi là trả nợ cho cái trái phiếu cũ của họ. Và cái điều này thì nó sẽ khiến cho cái việc là nếu mà cái thị trường trái phiếu bất động sản mà có rủi ro khiến cho các nhóm bất động sản là họ không huy động được cái nguồn vốn từ cái thị trường này thì sẽ khiến cho là sẽ rất nhiều cái cổ phiếu bất động sản hay là những cái doanh nghiệp bất động sản trên sàn là họ có cái yếu tố là bị ảnh hưởng về dòng tiền. Như tôi đã nói là liên quan đến cái việc là về áp lực về lạm phát hay là áp lực về mặt bằng lãi suất. Vâng. Dạ vâng. Và trước khi chuyển sang phần kênh cổ phiếu thì tôi xin nhắc lại với quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Đó là ngày hôm nay thì chúng tôi có một mini game, đó là quý nhà đầu tư hãy trả lời câu hỏi mà chúng tôi có để ở trên màn hình. Và quý nhà đầu tư để tham gia chương trình này thì quý nhà đầu tư hãy like và share live stream của chúng tôi. Sau đó thì hãy để lại đáp án gồm đáp án và 3 chữ số may mắn. Sau đó thì chúng tôi sẽ bốc thăm và gửi tặng
cái giải thưởng của chúng tôi ngày hôm nay. Đó là gói phí giao dịch trải nghiệm 500.000 trên một tháng của Tomato 30. Đây là gói sản phẩm rất là đặc biệt của VN Direct chúng tôi mới ra mắt ạ. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Với tin tức đầu tiên của phần kênh cổ phiếu đó là ngành thép và xi măng được hưởng lợi gì khi mà Trung Quốc thiếu điện sản xuất. Thì Trung Quốc thì đang đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng khi nhiều thủ phủ sản xuất công nghiệp lớn bị buộc phải cắt điện. Và khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc thì đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhóm ngành thâm dụng điện, bao gồm thép và xi măng. Và đáng chú ý hơn đó là phần lớn các sản lượng thép và xi măng của Trung Quốc, các nhà máy thì tập trung ở các khu vực thiếu điện sản xuất như là Hà Bắc, Sơn Đông hay là Liêu Ninh. Vậy thì với tin tức này chúng tôi đánh giá với cái việc thiếu hụt nguồn cung thép và xi măng tạm thời từ Trung Quốc thì sẽ mở ra cơ hội cho xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tối thiểu là đến hết quý 4 năm 2021. Xin mời anh Duy. Vâng, đối với cả cái việc xuất khẩu thép và xi măng này thì tôi muốn lưu ý thêm đấy là sẽ chỉ có Hòa Phát là được hưởng lợi nhất, bởi vì do là nó liên quan đến việc là xuất khẩu phôi thép. Và đối với cả xi măng thì các doanh nghiệp lại không được hưởng lợi bằng, bởi vì do là họ sẽ xuất khẩu clinker và cái việc xuất và cái khối lượng mà để vận chuyển cái clinker mà vượt ra nước ngoài thì nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí, khiến cho cái việc là cái giá thành của họ là không được hấp dẫn lắm. Hơn thế nữa là họ không có được cái giá vốn sản xuất tốt như là bên doanh nghiệp Hòa Phát, thì cũng sẽ khiến cho họ không được hưởng lợi quá nhiều từ cái yếu tố này. Và tin thứ hai của trong phần kênh cổ phiếu của chúng tôi tuần này thì chúng tôi có nhắc đến mã cổ phiếu TCM. 2 tháng liên tiếp báo lỗ và 9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 41,6% so với cùng kỳ. TCM công bố doanh thu thuần tháng 9 đạt 180 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, lỗ 13,7 tỷ đồng. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mà doanh nghiệp báo lỗ. Và lũy kế 9 tháng năm 2021 thì doanh thu đạt 2.588 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Và lãi sau thuế đạt 111 tỷ đồng, giảm 41,6% so với cùng kỳ, thực hiện 65% kế hoạch doanh thu và 38,3% kế hoạch lợi nhuận. Và TCM có lý giải về nguyên nhân của việc lỗ này, đó là do dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, diễn biến phức tạp và đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi đánh giá với tình hình chung khả năng thì trong ngắn hạn cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý 4 của TCM trước khi kỳ vọng vào triển vọng tươi sáng của sự phục hồi sau đại dịch. Em xin đánh giá gì về mã này ạ? Vâng, trước đây thì tôi cũng đã chia sẻ ở những số trước, đấy là cái việc là để mà training được một cái đội ngũ mà lành nghề mà cho cái việc là làm trong cái ngành dệt may này thì sẽ cần phải khoảng là 6 tháng training để họ là có thể đạt được cái công suất là tốt nhất có thể, và qua đấy là tối ưu hóa cái chi phí cũng như là cái doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì qua đấy thì rõ ràng là quý 4 chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng rồi. Còn cái năm 2022 thì chắc là cũng phải từ quý 2 trở đi thì là TCM mới thực sự là tốt. Và cái bức tranh của cổ phiếu TCM này nó chỉ là một cái bức tranh đại diện cho cả nhóm ngành dệt may, mà nhất là những cái công ty dệt may mà có cái trụ sở hay là cái xưởng may mà nó ở cái khu vực gần thành phố Hồ Chí Minh hay là khu vực miền Nam. Và qua đây thì tuy nhiên thì như tôi đã nói thì là cái yếu tố này nó không thực sự là quá là đáng lo ngại, bởi vì do nó đã xảy ra rồi và nó sẽ là bớt xấu dần đi chứ nó sẽ không xấu tiếp tục lên. Và qua đấy, và trong khi triển vọng của những cái cổ phiếu dệt may thì vẫn rất là hấp dẫn, thì qua đấy thì cũng là những cái cơ hội để quý nhà đầu tư có thể là bắt đầu là tìm hiểu thêm về cổ phiếu, và qua đấy thì có thể là suy nghĩ đến phương án giải ngân ở vùng giá thích hợp với những cổ phiếu dệt may. Cảm ơn anh Duy ạ. Và tiếp tục của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của danh mục giá trị thì đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và so sánh với danh mục giá trị thì hiệu quả của danh mục giá trị tính từ đầu năm cho đến giờ thì đạt 52,5%, tăng trưởng vượt bậc gấp 2,16 lần so với VN Index là 24,3%. Và danh mục của chúng tôi thì sẽ được cập nhật hàng tuần và hàng quý ở trên các cộng đồng của chúng tôi. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào cộng đồng VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững của chúng tôi để có thể nhận được những cái thông tin về danh mục của chúng tôi, hoặc quý nhà đầu tư có thể vào trang web vndirect.com.vn để có thể tìm hiểu về danh mục của chúng tôi. Vâng, và đó là chúng tôi đã đi qua phần
kênh cổ phiếu. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment, và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp thắc mắc cho quý nhà đầu tư. Và kèm theo thì tôi thấy là đã có khá là nhiều quý nhà đầu tư đã để lại đáp án cho mini game của chúng tôi. Tuy nhiên thì có một vài quý nhà đầu tư đáp án vẫn ghi sai. Quý nhà đầu tư hãy ghi đáp án và kèm theo 3 con số may mắn của quý nhà đầu tư ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Ở phần kênh tài sản khác tuần này thì chúng tôi sẽ đề cập đến Ngân hàng Trung ương Anh, tiền số có thể gây khủng hoảng tài chính toàn cầu, và quy mô của thị trường tiền số tăng trưởng kinh ngạc từ 16 USD năm 2015 lên đến 2,3 nghìn tỷ USD thời điểm hiện tại. Và so với con số là 250 nghìn tỷ USD của thị trường tài chính toàn cầu thì quy mô của thị trường tiền số không đáng kể. Tuy nhiên thì tại thời điểm trước khủng hoảng nợ dưới chuẩn, quy mô của thị trường này cũng chỉ 1,2 nghìn tỷ USD. Và tiền số thì ngày càng có liên kết sâu rộng với thị trường tài chính truyền thống. Do đó thì sự phá hủy dây chuyền là hoàn toàn có thể. Và điều này thì cho thấy tiền số ngày càng được quan tâm nhiều hơn, nhưng Ngân hàng Trung ương Anh có thể theo đuổi các chính sách để hãm tăng trưởng nóng của thị trường tiền số cùng với một số ngân hàng trung ương khác do Anh có vị thế trên thị trường tài chính quốc tế. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì trước khi tôi đưa ra đánh giá của tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cần phải nói rằng là tôi chưa bao giờ đầu tư tiền số, và vì vậy là những cái nhận định của tôi là nó là mang tính khách quan và nó không có bất kể cái lợi ích gì nó liên quan cái lĩnh vực này. Thì theo tôi thì cái quan điểm của Ngân hàng Trung ương Anh là tương đối rất thận trọng, tại vì do là nó sẽ liên quan đến cái việc là ở đây là chúng ta hiểu rằng là các ngân hàng trung ương cảm thấy rằng là tiền số chính là những cái đối tượng mà sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả cái vai trò của họ ở trên thị trường tài chính hay là trên thị trường hay là trên nền kinh tế. Chính vì thế cho nên là thành ra là họ sẽ thường xuyên là có những cái nhận định mà nó không có lợi cho cái nhóm tiền số này. Ngoài ra nữa thì chúng ta đều biết thêm là cái vận hành của ngân hàng thì rất là thận trọng và rất là kiểm soát rủi ro rất là chặt chẽ. Chính vì thế cho nên thành ra là nhiều khi là những cái sự kiện nó chưa thực sự xảy đến nhưng mà họ đã nhìn xa và họ đã cảnh báo trước, và có thể là cảnh báo trước đến tận vài năm là chuyện rất là bình thường. Đối với cả cái việc tiền số này thì tôi nghĩ rằng là đúng là nếu mà nó mà xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường khác, nhưng mà nó không phải là cái tác nhân khiến cho cái thị trường khác bị đổ vỡ, mà là bởi vì do là nó là cái tác nhân đi trước, do là tiền số là cái dòng tài sản đầu cơ, cho nên là thành ra là nó sẽ có cái sự biến động nhanh hơn và nó nhanh nhạy hơn. Nghĩa là giống như là chúng ta nhìn thấy là ví dụ như chứng khoán là rất là nhanh nhạy, và chính vì thế cho nên là thành ra là thường là thị trường chứng khoán sẽ sập trước khoảng tầm 1-2 năm trước khi là nền kinh tế là thực sự là đi xuống, và tiền số cũng vậy, tiền số sẽ nhanh hơn chứng khoán. Qua đấy thì là nó sẽ là cái kênh chỉ báo mà khiến cho thấy là nếu mà khi mà nó không còn hấp dẫn nữa hay là nó đi vào cái xu hướng điều chỉnh thì là cái lúc mà nền kinh tế cũng sẽ bắt đầu điều chỉnh trong tương lai không xa, bởi vì đấy là cái kỳ vọng của nhà đầu tư, và cái việc này thì nó sẽ liên quan chặt chẽ nhiều hơn đến cái mặt bằng lãi suất ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn anh Duy. Và tin tức tiếp theo của phần kênh tài sản khác đó là các khu vực bất động sản dự kiến phục hồi như thế nào sau đợt dịch này. Thì trong quý 3 năm 2021 thì lượng tin đăng bán nhà đất toàn thị trường giảm 56%, mức độ quan tâm giảm 38% theo bất động sản.com.vn. Và Hà Nội thì chịu tác động ít nhất do ít chịu ảnh hưởng bởi đợt dịch này hơn các thị trường khác. Và so với cùng kỳ thì giá nhà liền thổ tăng 12%, trung bình khoảng 4.500 USD trên mét vuông, tương đương với 100 triệu đồng trên mét vuông. Và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thị trường đóng cửa hoàn toàn thì giá đất liền thổ thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội và trung bình thì khoảng 68 triệu đồng trên một mét vuông. Và sau dịch thì thị trường bất động sản Hà Nội dự báo sẽ phục hồi sớm nhất cuối tháng 10, và Đà Nẵng là tháng 12, và thành phố Hồ Chí Minh dự báo thị trường sẽ hồi phục muộn hơn. Và thị trường bất động sản một số tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa, Long An, Huế có khả năng sẽ sôi động sớm hơn. Và thị trường bất động sản sẽ sớm được hồi phục và nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sẽ thu hút được dòng tiền. Vâng, đối với cả cái thông tin này thì tôi cũng không có quan điểm gì thêm, và mời Duyên là sang cái thông tin tiếp theo luôn ạ. Dạ vâng, và tin tức tiếp theo của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đề cập đến kênh đầu tư trái phiếu cùng doanh nghiệp năng lượng tái tạo Trung Nam Group. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn trên slide chúng tôi có để các biểu đồ. Ở đây thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trend năng lượng sạch trên quy mô toàn thế giới, và Việt Nam thì định hướng điện gió, điện mặt trời chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn phát điện đến năm 2045 là 42%, và năm 2020 thì đang là 23%. Và Trung Nam thì là nhà phát
triển hàng đầu về năng lượng tái tạo của Việt Nam, tài sản là 2,3 tỷ USD, tương đương với GDP của tỉnh Nam Định, là một trong số ít các nhà đầu tư có thể tự thi công hạ tầng và nhà máy điện và có lợi thế về đàm phán với các nhà cung cấp điện, cung cấp thiết bị điện. Và nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và huy động vốn cho các dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng, nhà máy điện gió Ea Nam, thì Trung Nam Group đã phát hành 4 mã trái phiếu với kỳ hạn dài với tổng giá trị lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Và khi mà tham gia trái phiếu Trung Nam Group tại VN Direct thì quý nhà đầu tư sẽ nhận được một mức lãi suất tương đối cao lên đến 9,5% với mức độ an toàn cao và giá trị tài sản đảm bảo là 135% giá trị trái phiếu. Vốn đầu tư của quý nhà đầu tư tối thiểu sẽ là 100 triệu đồng. Vâng, chắc là chúng ta sẽ sang cái thông tin tiếp theo luôn. Dạ vâng, và đó là chúng tôi đã đi qua phần kênh tài sản khác. Sau đây thì chúng tôi sẽ sang phần câu chuyện đầu tư. Thì tuần này anh Duy sẽ kể câu chuyện đầu tư gì cho quý nhà đầu tư ạ? Dạ vâng, với cả tuần này thì tôi sẽ kể đến với quý nhà đầu tư về một câu chuyện về văn hóa doanh nghiệp. Thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ đây, là về cái việc là xây dựng cái doanh nghiệp Agile, là một người Do Thái bước vào ngân hàng New York và đi tới quầy vay vốn, chậm chệ ngồi xuống và giám đốc quầy vay vốn thì bắt đầu hỏi rằng là: xin hỏi ngài có việc gì không ạ? Và ông người Do Thái đã trả lời là: tôi muốn vay một ít tiền, một USD. Thì dĩ nhiên là được, chỉ cần có bảo lãnh và vay nhiều hơn cũng không sao. Và sau đấy thì nhà người Do Thái trả lời là: được, những thứ này mang ra để bảo lãnh được chứ. Sau đấy ông rút ra một đống cổ phiếu, một đống trái phiếu từ trong chiếc ví da xịn và đặt trước bàn giám đốc của ngài vay vốn, tổng cộng là có khoảng là 500.000 đô. Thì một, và sau đấy là người ngân hàng là họ nói trả lời rằng: một USD của ngài đây, lãi suất năm nay là 6%, chỉ cần ngài trả đủ lãi suất 6% thì một năm sau trả lại số tiền vay thì chúng tôi sẽ trả lại số cổ phiếu này cho ngài. Và sau đấy là giám đốc ngân hàng cảm thấy rất kỳ lạ và hỏi kỹ nguyên do, thì người Do Thái trả lời là: xin ông không cần phải lo lắng cho tôi, chỉ là trước khi tôi đến đây tôi đã hỏi qua mấy ngân hàng, chi phí thuê két bảo hiểm của họ đều rất đắt, do vậy tôi đang xin gửi số tiền cổ phiếu này tại đây và chi phí thật sự quá rẻ, một năm chỉ có 0,06 đô la Mỹ. Thường thì ngân hàng lo rủi ro sẽ chặn trên của một khoản vay, ngược lại người đi vay thường muốn khoản vay cao nhất có thể. Người Do Thái đã nhìn ra lỗi hỏng này để thay đổi tư duy và tận dụng cơ hội. Thì thực ra ở đây là một cái câu chuyện vui và tóm tắt lại rằng là, nghĩa là bình thường thì là chúng ta đều đi vay ngân hàng và sau đấy thì là chúng ta kỳ vọng rằng là, và sau đấy là, hay là chúng ta đều, nghĩa là đây là người Do Thái là họ mang cổ phiếu và trái phiếu của họ đi để gửi ở ngân hàng và họ thấy rằng là cái lãi suất ở đây là nó thấp nhất, thì cái lãi suất thấp đấy thì họ sẽ giúp cho họ, nghĩa là họ trả lãi cho cái việc là vay một đồng này, thì là thành ra là họ sẽ trả phí rất là thấp cho cái việc là gửi cái tiền hay là gửi cái tài sản của họ tại ngân hàng mà rất là an toàn. Thì ở đây là ý của câu chuyện rằng đấy là chúng ta nhiều khi là cũng cần phải nhìn nhận những cái sự việc theo một góc nhìn khác, mà ở đây là may mắn thì là phải đến từ năng lực, và khi mà chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cơ hội mới ở những cái mảng mới mà trước đấy là người ta nhìn theo nó một cách khác. Và ngoài ra nữa thì là công ty và ngoài ra nữa thì là, thì có một cái dạng khác nữa là vừa may mắn lại vừa có năng lực. Thì ở đây là khi mà họ là đang hoạt động trong một cái lĩnh vực và cái điều kiện vĩ mô rất là tự nhiên thuận lợi, thì lúc đấy thì sẽ giúp cho họ là bắt kịp xu thế và phát triển rất mạnh. Nghĩa là ở đây là giống như là anh là vừa có tài năng nhưng mà lại còn gặp thời nữa, còn ở trên kia là chúng ta là gặp thời nhờ chúng ta có tài năng. Và thành ra đây là hai cái dạng công ty mà chúng ta rất là nên đầu tư vào. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy, câu chuyện rất là hay ạ. Và chúng tôi xin nhắc lại, đó là phần mini game của chúng tôi. Thì quý nhà đầu tư, với giải thưởng ở đây đó là gói phí giao dịch trải nghiệm 500.000 đồng trên một tháng của Tomato 30. Đây là gói sản phẩm vô cùng đặc biệt trên thị trường chứng khoán, và VN Direct là nơi đầu tiên có cái gói sản phẩm này. Và để tham gia và nhận được cái gói sản phẩm của chúng tôi thì quý nhà đầu tư hãy like, share chương trình của chúng tôi trên trang Facebook cá nhân, và sau đó thì để lại đáp án kèm theo 3 số may mắn của quý nhà đầu tư. Và trước khi mà chúng tôi chuyển sang phần giải đáp những câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép nhắc lại với quý nhà đầu tư một chút về các chương trình của chúng tôi. Thì ngoài chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, đó là chương trình La Bàn Đầu Tư, chúng tôi sẽ cập nhật tiêu điểm về vĩ mô và các kênh tài sản.
thì chúng tôi còn có chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này thì chúng tôi sẽ dành riêng cho các khách hàng của VN Direct. Ở trong chương trình chúng tôi sẽ phân tích và về các mã cổ phiếu và nhận định về thị trường. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng diễn ra vào lúc 15:30 thứ tư hàng tuần. Đây là chương trình mà chúng tôi dành riêng cho khách hàng của VN Direct ạ. Và một chương trình thứ ba nữa, đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở chương trình này chúng tôi sẽ phân tích cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ tư của chúng tôi đó là chương trình nhịp đập thị trường. Chương trình này thì chúng tôi sẽ nhận định về thị trường hàng ngày và phân tích kỹ thuật về các mã cổ phiếu. Thời gian diễn ra chương trình của chúng tôi sẽ là 16 giờ hàng ngày. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 4 cộng đồng để quý nhà đầu tư có thể tham gia và thảo luận ở trên các cộng đồng đó của chúng tôi. Đó là cộng đồng VN Direct, cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng DWell. Cộng đồng thứ hai là VN Direct, cộng đồng giao dịch chứng khoán DStock. Và cộng đồng thứ ba đó là cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DGo. Và cộng đồng thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính DLife. Thì quý nhà đầu tư hãy kích vào các mã QR code mà chúng tôi có để trên màn hình để tham gia vào các cộng đồng của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong các cộng đồng đó ạ. Và ngoài ra thì tại VN Direct của chúng tôi thì có những khóa học để giúp quý nhà đầu tư tăng trưởng trí tuệ và có thể đầu tư một cách bền vững hơn trong tương lai. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào đường link đó là dacademy.vndirect.com.vn để tham khảo các khóa học của chúng tôi, hoặc là kích vào mã QR code mà chúng tôi có để trên màn hình. Ngoài ra thì tất cả các thông tin, các chương trình của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct ở trên Facebook. Quý nhà đầu tư hãy theo dõi trong page của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Dạ vâng, với câu hỏi đầu tiên của bạn A Huy Nguyễn, đó là nhờ S cho đánh giá về cổ phiếu BC1 ạ. Vâng, đối với cả cổ phiếu PC1 thì tôi sẽ muốn lưu ý với cả quý nhà đầu tư những cái thông tin sau. Thứ nhất là nếu mà chúng ta nhìn vào cái doanh thu cái năm 2019 thì là doanh thu năm 2019 có tăng nhưng mà biên lợi nhuận thì lại bị giảm. Và cái kế hoạch cái lợi nhuận ròng của năm 2021 thì cũng sẽ dự kiến là sẽ tăng khoảng tầm là 18,9 tỷ. Thì đối với cái cổ phiếu PC1 này thì thực ra là bên VN Direct hiện tại là chúng tôi là chưa có những cái cập nhật mới. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy là cái doanh nghiệp này là họ sẽ xây dựng họ sẽ liên quan nhiều đến cái lĩnh vực trước đây là liên quan đến nhiều cái lĩnh vực xây lắp điện, và gần đây thì là họ đã chuyển sang là sau khi là bên cạnh là xây lắp điện đấy thì họ hay là xây dựng cơ sở hạ tầng ấy, thì bây giờ là họ là sẽ chuyển sang là làm chủ đầu tư của các dự án điện luôn. Thì thành ra là hồi xưa nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy là cái lĩnh vực xây lắp nó sẽ không đòi hỏi quá là nhiều vốn đầu tư. Tuy nhiên thì cái doanh thu và lợi nhuận của nó sẽ không ổn định, nghĩa là có những năm cao, có những năm thấp, bởi vì do là cái nguồn công việc là nó không quá là bền vững, cho nên là thành ra là họ đã giải quyết cái việc đấy bằng cách là đầu tư những cái dự án nhà máy thủy điện thì các nhà máy điện khác. Thì những cái dự án nhà máy điện của PC1 là đều là những cái dự án mà theo chúng tôi là tương đối hấp dẫn, cho nên là thành ra là nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp là sẽ có cải thiện trong tương lai về doanh thu và lợi nhuận. Thì nghĩa là trong tương lai thì cái dòng tiền hay là cái doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp nó sẽ ổn định hơn so với cả bây giờ, thì cũng là một cái sự chuyển mình của doanh nghiệp, thì qua đấy cũng là một cái cơ hội mà rất là đáng để chúng ta theo dõi. Còn về vấn đề định giá thì là những cái thông tin mà tôi nói ở trên thì một phần nào đấy đều đã phản ánh vào giá trong thời gian vừa qua, thì cho nên là thành ra là cũng sẽ khiến cho quý nhà đầu tư khi mà đầu tư vào PC1 là sẽ phải cân nhắc hơn về cái việc này. Ngoài ra nữa thì cái việc là khi mà chuyển sang là một doanh nghiệp thủy điện, nghĩa là trước đây thì họ là xây lắp và họ làm bất động sản, thì bây giờ họ chuyển sang làm thủy điện thì sẽ khiến cho, đúng là mặc dù là nó ổn định hơn nhưng mà nó đồng thời sẽ khiến cho cái đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp là nó sẽ có thể là không được như xưa. Ngoài ra nữa thì nó có một vấn đề khác nữa là nó sẽ tốn nhiều nguồn vốn hơn, thì qua đấy là cũng nghĩa là ví dụ như bất động sản chẳng hạn thì bạn có thể là xây trong vòng 2 năm, sau đấy là bạn thu hồi được hết vốn và
lấy được dòng tiền lợi nhuận của cả một cái dự án đấy ngay lập tức trong sau khi bán xong. Còn đối với cả hai và bàn giao xong, còn đối với cả cái những cái dự án thủy điện thì ví dụ như bạn đầu tư cùng một cái giá trị với cả dự án bất động sản thì bạn sẽ không thể nào thu hồi dòng tiền trong vòng 3 năm mà nó sẽ đòi hỏi bạn thu hồi trong vòng 10 năm chẳng hạn. Thì đấy nó sẽ là những cái bất cập của cái việc là khi mà đầu tư vào thủy điện mà quý nhà đầu tư cần lưu ý. Thì thành ra là PC1 nó sẽ chuyển mình từ một doanh nghiệp mà có quỹ đất hay là chuyên về xây lắp sang một doanh nghiệp ổn định hơn và có nhiều dự án thủy điện mà đầu tư với cả mức giá hợp lý và có hiệu quả kinh tế, thì qua đấy là nó sẽ ổn định trong tương lai. Thì qua việc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc đầu tư vào PC1 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tỷ lệ trả cổ tức của doanh nghiệp trong thời gian tương lai, và nếu mà tỷ lệ và công thức thì có thể là lấy tỷ lệ trả cổ tức chia cho 0.1 hoặc là chia cho 0.07. Thì đấy là cái mức lãi suất mà nhà đầu tư mong muốn thì sẽ ra được cái vùng giá mục tiêu cho cổ phiếu PC1 này. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy ạ. Và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ hai. Đó là chuyên gia cho nhận định về mã ACB và VRE ạ, có nên mua nữa không ạ? Ok. Đối với cả cổ phiếu VRE thì giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi cập nhật vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 là 36.600 đồng một cổ phiếu. Thì cái tốc độ thì cái VRE là một doanh nghiệp mà năm 2021 và 2022 đều có tăng trưởng lợi nhuận âm, tại vì do liên quan đến dịch Covid và khiến cho các trung tâm thương mại là không thể hoạt động là hiệu quả và ổn định được. Nhưng mà tuy nhiên là năm 2022 thì chúng tôi đánh giá rằng nó sẽ là một cái bước mà thay đổi rất lớn về cái lợi nhuận của doanh nghiệp bên cạnh cái việc là họ phục hồi lại những cái thứ mà đã bị giảm trong năm 2020 và 2021 do Covid thì có thể là sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Và hiện tại thì chúng tôi đang dự kiến là lợi nhuận ròng 2022 sẽ tăng trưởng lên đến 70%. Thì qua đấy đây cũng là một cổ phiếu mà tương đối là tiềm năng để chúng ta có thể là nắm giữ trong ngắn trung hạn, và trong dài hạn thì cũng vẫn còn rất là nhiều dư địa để phát triển, bởi vì do còn rất là nhiều trung tâm thương mại trong tương lai mà VRE sẽ triển khai. Và có anh Duy. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Thuần, đó là anh chị nhận định thêm về mã cổ phiếu VND ạ. Đối với cả cổ phiếu VND thì đây là cổ phiếu của công ty chúng tôi, thì thực sự là rất là khó để mà chúng tôi đưa ra cái quan điểm về cái cổ phiếu này, bởi vì nó là thứ rất là nhạy cảm. Thì tuy nhiên thì tôi sẽ đưa ra quan điểm trên khía cạnh của tôi là một cá nhân. Thì đối với tôi thì tôi sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là trong một cổ phiếu ngành chứng khoán thì sẽ có những cái yếu tố chính sau đây là mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp chứng khoán. Thứ nhất đấy là liên quan đến việc là cho vay margin, thứ hai là liên quan đến việc là giao dịch của nhà đầu tư và trả phí cho công ty chứng khoán, và thứ ba là liên quan đến những cái hoạt động nguồn vốn, và cuối cùng là hoạt động thứ ba là hoạt động nguồn vốn. Đây là những cái hoạt động mà ví dụ như là mua trái phiếu hay là cho vay hay là mua cổ phiếu chẳng hạn, và cuối cùng là những cái hoạt động mà liên quan đến việc là tư vấn cho doanh nghiệp là chuyển sàn hay là phát hành thêm hay là tìm đối tác chiến lược. Thì tôi sẽ liệt kê qua từng cái hoạt động kinh doanh một. Thì đối với cả hoạt động kinh doanh về môi giới chứng khoán hay là về về cái việc là phí giao dịch chẳng hạn, thì chúng ta đều thấy là VND hiện tại là đã là công ty top 3, và trước đây thì là chưa chúng tôi là ở top 5 thôi. Và qua cái việc đấy thì chúng ta đều thấy là rõ ràng là công ty VND là họ có một cái yếu tố gì đấy là có thể là níu chân được khách hàng, khiến cho việc là họ giữ vững được cái vị thế của mình trên thị trường chứng khoán, mặc dù có những cái đối thủ mới rất là mạnh, ví dụ như là VPS hay là Techcombank S là đều có cái bước chuẩn mình mới, trong khi những cái công ty chứng khoán cũ lâu đời mà cũng rất là được người ta được thị trường nể trọng, ví dụ như là HSC và Bản Việt, thì đều có cái sự sụt giảm về cái vị thế của mình trong cái lĩnh vực này. Thì đấy là với cái bức tranh của việc là của cái thị trường chứng khoán, của cái việc môi giới chứng khoán, thì chúng ta thấy là VND là mặc dù không tăng mạnh nhất nhưng mà vẫn giữ vững được và có cải thiện, đối với cả cho nên là thành ra là nó cũng sẽ tạo ra doanh thu.
Và cái mảng margin thì chúng ta sẽ thấy là VND cũng có thể là không phải là doanh nghiệp tăng mạnh nhất. Nhưng mà cái việc margin tăng mạnh hay không thì nó lại không thực sự là chỉ phụ thuộc vào cái không chỉ phụ thuộc vào cái việc là cái tăng trưởng về lợi nhuận, mà bởi vì do margin nó giống như cho vay vậy và giống như các ngân hàng thôi. Khi bạn cho vay nhiều, bạn có lãi cao không có nghĩa là bạn là người thành công, mà điều quan trọng nhất là bạn phải kiểm soát được cái rủi ro. Và sau khi bạn cho vay xong và người ta với lãi suất cao nhưng người ta trả lại được bạn cả vốn lẫn lãi thì lúc đấy mới thực sự là thành công. Thì thành ra là hiện tại thì thị trường vẫn còn rất là sớm để chúng ta có thể đánh giá được cái hoạt động margin bên nào hiệu quả hay không, nhưng mà cái hoạt động margin nó còn đến từ cái việc là tăng vốn nữa. Bởi vì do khi tăng vốn thì chúng ta sẽ bởi vì do các công ty chứng khoán thì họ sẽ bị đặt trần trong cái việc là cho vay margin là không được quá bao nhiêu phần trăm vốn chủ. Thì khi mà đợt gần đây ở VND cũng vừa tăng vốn xong thì cũng sẽ khiến cho cái mảng này sẽ có thêm cái dư địa để có thể là cho vay, và qua đấy thì là sẽ tạo ra nhiều cái động lực tăng trưởng. Đối với cả mảng nguồn vốn hay chính là mảng đầu tư trái phiếu hay đầu tư cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy là VND là một trong những cái công ty chứng khoán hiếm hoi trên thị trường mà có cái hoạt động liên quan đến gọi là hoạt động nguồn vốn. Và chúng tôi đã làm cái việc này rất là chuyên nghiệp, không chỉ là về cái việc là đầu tư nguồn vốn cho chính bản thân công ty VND, mà hiện tại chính VND còn đang chào bán cái gói sản phẩm về cái việc là hiệu quả nguồn vốn này cho chính những cái doanh nghiệp trên sàn chứng khoán mà đầu ngành, mà chúng tôi bởi vì do là yếu tố bảo mật thông tin khách hàng cho nên chúng tôi không thể nào tiết lộ cho quý nhà đầu tư. Tuy nhiên là chúng tôi có làm việc với các đối tác khác để qua đấy là giúp đảm bảo cho họ được cái nguồn vốn là trôi chảy và cũng như là tạo ra nhiều cái lợi nhuận nhất cho từ cái dòng tiền dư thừa. Và qua đấy thì chúng ta sẽ thấy là VND rất mạnh trong cái mảng này. Và vì vậy cho nên thành ra là tôi nghĩ rằng là VND cũng là một cổ phiếu, nếu như quý nhà đầu tư vào dòng cổ phiếu chứng khoán thì đây cũng là một cổ phiếu rất là tiềm năng để có thể là nắm giữ lâu dài. Vâng, và sang câu hỏi tiếp theo. Dạ vâng, cảm ơn anh Duy. Và chương trình của chúng tôi thì cũng kéo dài, kéo khá là dài rồi ạ. Chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi nữa trước khi mà chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Và một câu hỏi của bạn Kim Chi Nguyễn đó là S có thể nhận định về cổ phiếu PVS được không ạ? Anh thấy trước khi bạn Kim Chi Nguyễn hỏi PVS thì có một số nhà đầu tư khác hỏi về Vinhome nữa mà, đúng không? Nghĩa Vâng, là vậy những thì người anh đấy Duy hỏi trả lời trước. Vinhome tại em không nhìn thấy cái đó, xin lỗi quý nhà đầu Ok. tư. Đấy thì tại vì do là mình sẽ phải ưu tiên những cái người hỏi sớm hơn. Thì trước khi trả lời Vinhome thì anh sẽ trả lời thêm cả cổ phiếu ACB nữa. Tại vì do có nhà đầu tư hỏi về ACB. Đối với cổ phiếu ACB thì đợt gần đây thì chúng tôi có ra một cái báo cáo về phân tích cổ phiếu ngân hàng. Cái ngày update là cái ngày mùng 10 tháng 9, nghĩa là cũng rất mới thôi. Và cổ phiếu ACB là một trong ba ngân hàng mà chúng tôi là có nghĩa là có cái góc nhìn gọi là tiêu điểm nhất. Thì trong top 3 ngân hàng mà chúng tôi highlight hay là chúng tôi đặt làm tiêu điểm cho cái báo cáo ngành ngân hàng gần đây là có Vietcombank, Techcombank và ACB. Thì cái yếu tố tại sao mà ACB lại ở trong cái việc là tiêu điểm của chúng tôi là tại vì do là đây là ba cái ngân hàng này là những cái ngân hàng mà sẽ có đặc điểm là trong cái bối cảnh tín dụng phục hồi yếu thì các ngân hàng này đều có khả năng đẩy mạnh được tín dụng hoặc là có khả năng nâng cao tỷ trọng thu nhập ngoài lãi như là cái ban như là cái hợp đồng với cả bên tái bảo hiểm hay là dịch vụ ngân hàng đầu tư hay là kinh doanh ngoại hối. Cho nên thành ra là họ sẽ có ưu thế. Và ngoài ra thì ba ngân hàng Vietcombank, Techcombank, ACB thì trong bối cảnh cạnh tranh tiền gửi thì sẽ ít gay gắt hơn và thanh khoản thì cũng lại dồi dào hơn những ngân hàng khác, cho nên thành ra là họ cũng sẽ có khả năng là thúc đẩy cho vay cá nhân được để có thể là có được cái lợi suất tài sản tốt hơn so với cả cái việc là cho vay khách hàng doanh nghiệp. Và ngoài ra nữa thì là do lo ngại về khả năng nợ xấu cao thì cho nên thành ra là chúng tôi đặt tiêu điểm những cái ngân hàng mà họ có được cái chất lượng tài sản rất là vững chắc và nguồn dự phóng thì là dồi dào để cho họ là có thể là chống chọi được trước cái việc là hết cái thông tư liên quan đến nợ xấu của Covid. Và qua đấy thì là Vietcombank, Techcombank và Á Châu là ba ngân hàng mà VN Direct đang lựa chọn. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh À, Duy ạ. còn một câu về Vinhome đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, sang câu về Vinhome ạ. Vâng, đối với cổ phiếu Vinhome thì chúng tôi đang có giá mục tiêu là 134.300 đồng một cổ phiếu và cái dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng của Vinhome thì sẽ tăng khoảng tầm
17% cho doanh thu và 4,6% cho lợi nhuận, thì những cái tăng trưởng này nó sẽ đến từ cái việc là họ sẽ ghi nhận cái lượng căn hộ bán lẻ tại dự án Ocean Park này, Grand Park này và Smart City. Và ngoài ra thì họ sẽ mở bán ba cái dự án mới, đấy là Dream City, Cổ Loa và Wonder Park. Cho nên là thành ra, và cái năm 2020 này có thể là cái 2021 này có thể là cái tăng trưởng thấp nhất của doanh nghiệp, và chúng tôi thì sẽ kỳ vọng là trong cái giai đoạn sắp tới từ 2022-2023 thì doanh nghiệp sẽ duy trì được cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là phải hơn 40% một năm. Dạ vâng, và câu trả lời của anh Duy về mã cổ phiếu Vinhome cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Ngoài ra thì có những câu hỏi mà quý nhà đầu tư có đặt sau và chúng tôi chưa kịp trả lời thì chúng tôi xin phép được trả lời ở dưới comment sau chương trình ngày hôm nay. Và quý nhà đầu tư đừng quên đến mini game của chúng tôi ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ bốc thăm những quý nhà đầu tư đã đáp ứng là comment và like share chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Sau đó thì sẽ được công bố vào 2 hôm nữa ở trên page của chúng tôi và sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách hàng nhận được giải thưởng này ạ. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 2 tuần sau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.